sau như hai phần xong, chúng ta đã có chiếc xe đua, nổ cũng dữ dằn, chạy cũng ổn. Thì dĩ nhiên quay 110 mà chạy, chẳng hạn như sau khi độ xong chúng ta để tại vì hệ zin mà lòng trái zin dễ chạy, nó bền, chúng ta chỉ vô cam các thứ gì đó thôi cho nó nhẹ nhàng, nó mạnh hơn tí xíu, thì cỡ nào cỡ cái dòng này nó sẽ dễ tập luyện hơn. Tại vì thứ nhất là nó lòng trái mình vẫn zin hết, mình tập luyện nó sẽ bền hơn là những cái mình đi mình sổ lòng sổ trái. Thì cái phần khác mình sẽ nói về sổ lòng sổ trái để theo đúng hệ, còn hiện giờ mình vẫn là UB110. Thì khi chúng ta sau hai phần chúng ta đã tốn khoảng 20 cho tới 26 triệu, chúng ta đã có một chiếc xe như kỹ sư hãm. Vậy thì bước kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu đi học từ đâu? Rồi, nói về tất cả các sân đua, hiện giờ chúng ta ở Việt Nam và ở ngay thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh chúng ta có 3 sân đua. Một sân đua đầu tiên đó chính là sân đua Đại Nam. Sân đua Đại Nam là cái sân đua lớn nhất, nhưng mà cái chi phí của một cái sân đua lớn nhất như thế thì nó sẽ rất là mắc. Mỗi một ngày chúng ta đi tập luyện ở đó chỉ cho một buổi là mất 500 ngàn, còn tập nguyên một ngày là mất 800 ngàn. Cái số tiền đó khá ư là lớn. Nhưng mà có một cái này nè, chúng ta mới tập, chúng ta đi tập sân Đại Nam á sẽ không phù hợp, tại vì cái sân nó quá bự và chúng ta khó mà kiểm soát, khó mà nhìn người khác, khó mà học hỏi người ta lắm. Tại chúng ta không thấy cái gì được cả, chúng ta chỉ thấy được cái đường thẳng thôi, còn lại những đường cua chúng ta không thấy gì hết. Ok, nên chuyện đầu tiên của chúng ta là mình bỏ sân Đại Nam qua một bên. 800 ngàn một ngày chúng ta khó mà học hỏi được điều gì đó. Chúng ta sẽ đổi qua cây sân kế tiếp, đó chính là sân Happyland của Long An. Thì sân Happyland của Long An nó là cái sân có vẻ như là nó nhỏ hơn Đại Nam, nhưng mà có một cái là cái số lượng người mà tới sân Happyland thì nó cũng hơi ít. Và ở cái sân Happyland thì nó chỉ có cái đường đua thôi, còn trang thiết bị cơ sở vật chất hỗ trợ cho mọi người các thứ thì nó hơi bị thiếu thốn. Nên thôi, đợt này mình cũng sẽ bỏ qua Happyland luôn. Và mặc dù cái chi phí Happyland nó rẻ hơn, nó tầm khoảng 500 ngàn nguyên ngày, còn một buổi khoảng 300-400 gì đó. Và bây giờ mình sẽ tới một cái sân đua mà phù hợp hết cho tất cả mọi người luôn, đó chính là sân đua 2K International ở Bình Dương. Thì cái sân đua 2K này nằm ngay thành phố mới Bình Dương á. Cái sân đua này thì đặc biệt nó có một cái là, thứ nhất là cái địa hình sân đua này nó rất là phù hợp để chúng ta tập luyện ở cái hệ mà từ 110, 130, 125, 150 cho tới cả hệ 62, 68 chúng ta đều có thể tập ở đó. BKL vô đó thì nó hơi khó tập, tại vì cái sân nó hơi nhỏ nên những cái cua nó sẽ nhỏ, nó cầm xe lớn nó sẽ bị nặng. Đó, ở đây chúng ta sẽ nói về tập xe nhỏ từ 110 cho tới 62, 68 là khoảng 200 hơn cc trên cái dòng xe của chúng ta đua. Thì cái sân 2K được cái là chi phí nó rất là thoải mái. Với những ai mà chẳng hạn như là chỉ muốn đi học hỏi thôi, mình không đua nha, chúng ta chỉ việc bỏ 40 ngàn vào sân. 40 ngàn vào sân là một ngày luôn, chúng ta sẽ được đóng dấu trên tay, chúng ta muốn ra vô thoải mái. Và khi chúng ta vào, chúng ta sẽ có thể được tham quan nào là sân đua rắc vào thứ bảy, đua từ buổi trưa cho tới cả tờ mờ sáng ngày hôm sau. Với ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ coi được ít người dập rắc để mà canh xe, và còn phần còn lại là chủ nhật người ta sẽ chạy sân hai cua nhiều hơn. Với kỹ sư hãm chạy cả thứ bảy và chủ nhật ở sân hai cua. Thì khi mà chúng ta bỏ 40 ngàn vào rồi thì cái việc đầu tiên chúng ta là sẽ vào nhìn người ta tập. Thì chuyện đầu tiên mà, đúng không, chúng ta không biết, chúng ta có thể đi hỏi. Thì dĩ nhiên chúng ta không trả tiền cho cái người huấn luyện viên, thì chúng ta có thể đơn giản chúng ta chỉ là nhìn và thành khẩn mà hỏi người ta, thì có thể người ta sẽ chỉ cho các bạn tí xíu. Nhưng mà cái chuyện đó thì dĩ nhiên là các bạn tùy vào mỗi con người cảm thụ lúc người ta chạy, có thể là nhìn tư thế nó như thế nào hay là nhìn cái động tác như thế nào, thì những cái bài tập đó mình copy mình đem về mình tự tập. Thì dĩ nhiên cái chuyện mà mình không được tập tại chỗ đó mà mình học lóm đi về nhà mình học, thì cái thời gian tập của mình tại nhà nó sẽ bị hơi bị dài, nhưng mà được cái nó đỡ tốn kém. Ok, chuyện gì nó cũng ra chuyện đó, chúng ta có tiền chúng ta tập kiểu khác, chúng ta không có tiền chúng ta tập kiểu khác. Rồi, khi mà chúng ta có một cái thời gian dài chúng ta tập ở nhà, chúng ta cảm thấy ổn rồi, chúng ta có thể vào sân và thuê sân. Thì sân 2K thuê nguyên một ngày chỉ với 300 ngàn, là khoảng từ tầm 9-10 giờ sáng cho tới thẳng 6 giờ chiều, tập đã đời. Nhưng mà nói thiệt các bạn, khoảng 4-5 tiếng các bạn mệt lắm rồi. Thì ngoài ra chúng ta có thể thuê một buổi, một buổi là khoảng 4 tiếng, chẳng hạn 10 giờ bạn tới, 2 giờ bạn chiều, 2 giờ bạn về, người ta chỉ tính với bạn là 200 ngàn mà thôi. Xem như mỗi một lần nếu mà chúng ta đi tập một buổi á, thì coi như là 200 ngàn với tiền 40 ngàn vào cổng, thêm chẳng hạn như đói bụng quá ăn thêm ly mì, uống mấy chai nước suối gì đó, coi như 300 ngàn, như chúng ta phải tốn tối thiểu là 300 ngàn một lần đi tập ở sân 2K. Tuy nhiên nó với điều kiện là chúng ta tự đem xe vào. À, mà có một cái hay nữa là với các bạn trẻ mà khi mà đăng ký vào sân 2K mà đua xe hiện giờ thì người ta đang hỗ trợ hết mình luôn. Có nghĩa là các bạn chỉ cần có đôi giày bình thường,
từ bạn mới tập mà bạn chỉ cần đổi giày bình thường, thể thao bình thường, tự có cái nó à, nó bảo hiểm không cần luôn. Trong trường đua hiện giờ là cho bạn mượn nón full face luôn này nha, có nhiều size luôn, tha hồ chọn, trong đó cho bạn mượn luôn cả áo giáp luôn và cho bạn mượn luôn cả bó gói. Coi như hồi nãy tôi đã nói ở trong ngay phần 1, chúng ta chưa cần phải bỏ tiền mua giáp mua đồ luôn. Nếu mà chúng ta vào trong sân đua tập chỉ với khoảng 300 ngàn một ngày, chúng ta đã có thể có được cả nón áo bảo hộ các thứ luôn, sân đua hỗ trợ cho các bạn đến về muốn gì nữa. Thì khi mà chúng ta vào tập luyện, chúng ta có thể là được cọ sát những người chạy trước đó, nhưng mà các bạn phải nhớ một điều là nè, đi tập luyện á chúng ta phải chấp nhận chúng ta thua cuộc, tại vì chúng ta tập ít hơn người ta, chúng ta phải chịu thua thôi. Không thể nào mà một ngày bạn vô mà bạn có thể chiến thắng được những người ta tập trong đó ăn dầm làm dềm đó. Nhưng mà cái quan trọng mình đi tập mình thua để làm cái gì? Thua để tập luyện, để học hỏi, để mà chờ ngày thắng. Ok, chúng ta có thể thua ngày này qua ngày khác, nhưng không thể nào cả cuộc đời chúng ta thua được. Chúng ta có động lực, chúng ta sẽ có ngày chúng ta chiến thắng. Rồi, đó là cái cách mình đi học. Nếu mà như ít tốn kém nhất 300 ngàn một ngày thì có thể là chúng ta sẽ tập được chẳng hạn như một tháng các bạn đi 4 ngày, đi một tháng các bạn tốt khoảng 1,2 triệu cả đó. Rồi thì đó là với những người mà không có điều kiện. Vậy thì với những người có điều kiện thì phải làm sao? Ok, với những người có điều kiện á, có thể là đăng ký học cái khóa của kỹ sư hãm hoặc là những cái khóa của những người khác. Thì khóa của kỹ sư hãm thì nó rất là tuyệt vời, khi mà chúng kỹ sư hãm trang bị cho full giáp luôn, từ chân tới đầu full hết, các bạn đi chỉ cần xách người không đi thôi, rồi không cần gì cả, nghĩa là vô là mình lo hết, từ xe cộ luôn, xe đúng chuẩn đua nha, xe đúng chuẩn đua, té ngã là bao hết luôn, bao đâm đụng té ngã có người sửa. Lên xe là đúng vỏ đua nha, chạy xe trong mình là toàn bộ phải đi vỏ đua YZ003 hết, xe là phải full đồ các kiểu, để làm chi? Để cho các bạn tập luyện thật là an toàn. Thì khi mà các bạn đã mặc full giáp, các bạn đã đi đúng chiếc xe mà mình hiệu chỉnh để cho các bạn tập, thì chỉ trong vòng 8 buổi tập các bạn đã có thể được có được một cái trình độ rất là cơ bản, coi như nó hoàn thành cái khóa cơ bản. Thì từ đó các trở đi á, bữa sau các bạn chỉ việc đem xe đua, đem chính chiếc xe đua của các bạn lên và cùng kỹ sư hãm tập luyện chung với tất cả anh em, mà chỉ cần tự trang trải chi phí của mình thôi. Lên thì cùng các anh em, tại vì các cơ bản các bạn đã được học hết rồi, thì vô nâng cao các bạn phải ráng tập học hỏi những cái người khác. Thì muốn đỡ tốn kém thì chúng ta phải tự học hỏi thôi. Còn ví dụ muốn học thêm khóa nâng cao cũng được, nhưng mà không, mình chỉ cần là các bạn học cái khóa cơ bản để mình có cái khái niệm cho nó an toàn đúng chuẩn. Từ đó các bạn nâng cao nó rất là dễ. Thì khi mà như vậy thì có phải là chúng ta có một con đường ngon hay không? Và khi chúng ta có một cái cơ bản, chúng ta có một chiếc xe đua, chúng ta có một cái thành tích tốt, khi mà những giải đua chẳng hạn như ở sân 2K cũng sẽ tổ chức cái giải đua hàng tuần luôn nha, nó sẽ có bóp tuần là mỗi tuần cho các bạn đua với cọ sát với nhau, có giải đàng hoàng. Rồi ở hàng tháng là cũng sẽ có giải tháng với nhau, cũng có bảng lưu niệm, có cúp đàng hoàng luôn. Thì như vậy chúng ta vừa được cái thành tích mà có thể là thành tích chúng ta sẽ được ghi vào trận đua. Thì khi tới những trận đua lớn như từ Honda, họ sẽ xuống bắt người, chẳng hạn như là ai là sẽ xuống hỏi sân đua là ai là những người chạy tốt ở sân đua này, thì những người sẽ chỉ ra những người đó sẽ được ưu tiên hơn. Dĩ nhiên rồi, những tay đua đã tập luyện thường xuyên và được chủ sân đua mà chỉ định thì dĩ nhiên sẽ được ưu tiên hơn, là sẽ được đưa thẳng vào vòng tuyển chọn. Và những người đó mà dĩ nhiên đã được tuyển chọn mà vô làm tuyển chọn mà chạy trên những chiếc xe cũng gần giống như là hệ đua chuyên nghiệp của Honda, các bạn thì Honda cũng vẫn đua giải UB 110, các bạn đã chạy UB 110 vô là mọi thứ gần như là ô tôi đã quen xe vô bụp chạy dứt, chỉ khác biệt là xe của 110 của Honda dĩ nhiên nó sẽ mạnh hơn xe mình thôi, còn lại mọi thứ setup nó cũng xem thế là ok. Chúng ta đã có thể có một con đường riêng cho chính chúng ta. Chúng ta muốn phát triển con đường riêng chính chúng ta phải hy sinh tiền bạc để mà tạo dựng cái con đường của chúng ta, chứ chúng ta đừng có chờ đợi người khác tạo dựng con đường của mình. Nếu mà chúng ta cứ nằm đó và đợi, gọi là cây rụng sung rụng trái cây rụng, không có ai mà đưa tới cho bạn ăn đâu, trừ ba mẹ bạn suốt ngày đút cơm thôi, nhưng mà tương lai nó nằm ở chính mình. Thì nếu mà bạn muốn chỉ ăn cơm chùa mỗi ngày thì cứ ở nhà đi, được rồi đừng đi làm, ông bà già lo được thì cứ lo, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ lo mãi được đâu, mình nên lo cho chính mình. Chào mọi người, kỹ sư hãm, và hẹn mọi người ở phần 4. Phần 4 là phần cao cấp hơn nữa, thì phần 4 là gì mình sẽ nói sau. Chào mọi người.